Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế full lợi tất rất là đẹp, nằm trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như cặp nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến 9m và được anh chị chủ nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có 3 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh, và mình có phòng thờ, phòng chặt cũng như sân thượng ở phía trước và phía sau căn nhà. Với căn nhà mình thì được thiết kế có 3 phòng ngủ chính, thì mình có 2 phòng ngủ master và một cái phòng ngủ vừa vừa, cũng như mình có phòng tắm xông hơi, phòng tắm chăm sóc sức khỏe cho gia đình và phòng khách tầng lửng. Lầu 1 của căn nhà thì rất là rộng và được anh chị nhà full nội thất, toàn bộ bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà đấy là hết cho khách hàng. Và với căn nhà nằm trên một con hẻm thông rộng lên đến 7m, xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với con hẻm một xẹt để di chuyển từ khu nhà lầu đồng bộ ra trục đường Thống Nhất, thuận tiện đến khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu và khu này thì mình có tầm cỡ khoảng 5 đến 70 căn nhà đã xây dựng xong, coi như là được khoảng độ 80-90% rồi. Thì chỉ còn lại vài căn nhà thì đang được xây dựng cũng như chuẩn bị xây dựng xong. Thì trong khu này Nhà đất Hoàng Tiến đang có một số căn nhà và chỉ với giá từ 7 tỷ đến 9 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp và những căn nhà được thiết kế có thang máy. Đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà cũng như là khu nhà lầu mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong. Khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà được anh chị chủ nhà để lại hết cho khách hàng. Với cặp nhà nó có hướng là hướng chính nam của khách hàng thuộc mệnh nhà đông tứ trạch. Thì trong khu này Nhà đất Hoàng Tiến nó có một số căn nhà với đầy đủ các hướng, cũng là hướng chính nam, chính bắc và chính đông cũng như chính tây để phù hợp cho khách hàng mua để ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và đây là cặp nhà mà đang có bề ngang từng căn lên đến 6m và chiều dài căn nhà lên đến 9m. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn bên tay trái để gửi đến khách hàng. Khách hàng đang có nhu cầu, đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà đẹp được thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong. Thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại hiển thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến hoàn đi xem. Căn nhà mình thì với bề ngang căn nhà lên đến 6m nên anh chị thiết kế cho mình có hai bộ cửa để vào bên trong. Sẽ có một bộ cửa 4 cánh để di chuyển xe hơi vào bên trong căn nhà và một bộ cửa một cánh lớn ở bên phía bên tay trái để mình di chuyển xe gắn máy vào bên trong. Và đây là khu vực bên trong căn nhà. Thì toàn bộ sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, có đổ bê tông để mình để xe hơi vào bên trong mình sẽ không sợ bị lún. Và hai bên tường cũng được ốp gạch đá 60, 1m2 cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và thoáng mát. Khu vực ở dưới tầng trệt này thì anh chị thiết kế chỉ để xe hơi và làm phòng bếp ở phía sau căn nhà thôi. Còn lầu 1 thì anh chị thiết kế đây là mình làm phòng khách và có phòng vệ sinh, có bồn tắm nằm cũng như là vách ngăn tấm kính. Di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp, mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ An Cường rất là đẹp. Và phía sau mình sẽ có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian, khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà, khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực gara để xe cũng như là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Với một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh. Thì khách hàng đã xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và nằm trên trục đường ở Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Thống Nhất và Phan Văn Trị, thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán.
Đây là khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà, lầu 1 căn nhà, thì đến với không gian phòng khách của căn nhà. Thì căn nhà mình được cái nhịp nhà thiết kế với hệ thống cầu thang, được lắp hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng, mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và đây là khu vực lầu 1 căn nhà, thì đến với không gian phòng khách. Với phòng khách lầu 1 căn nhà thì được cái nhịp nhà thiết kế rất là rộng. Ở bên trong mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa tặng kèm, kệ để tivi, và mình có tủ rượu cũng như cửa sổ mở ra bên ngoài, thấy gió và ánh sáng cũng như cửa đi ra ban công. Với một lầu được anh chị thiết kế chỉ có một công năng sử dụng thôi. Lầu 1 thì mình làm phòng khách, và lầu 2 mình làm phòng ngủ master, có bồn tắm nằm cũng như là máy tập thể dục. Và với căn nhà được thiết kế với nội thất rất là đẹp và rất là cao cấp, chỉ với giá hơn 8 tỷ thì quý khách nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đó nhà đi xem. Chỉ với giá 8 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà đang có bề ngang lên đến 6 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 9 m và được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp này. Một cặp nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một cặp nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, khu nhà lầu điện âm rất là đẹp, cây xanh rất là thoáng và rất là mát. Đặc biệt căn nhà mình thì nằm ở đầu hẻm, cho nên là thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà, và kệ để tivi cũng như khu vực nhà vệ sinh và khu vực cầu thang căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà, mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ master, phòng ngủ lầu 1 căn nhà. Mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng ngủ, có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Và đây là khu vực lầu 1 căn nhà, sẽ có một cái phòng ngủ rất là rộng, được các chị nhà thiết kế full nội thất, có giường rộng lên đến 2 mét. Và toàn bộ nội thất bên trong như chăn ga, gối đệm và máy lạnh được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Và phía trước mình có cửa sổ, cửa mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, bàn trang điểm, bàn làm việc và tủ quần áo, tủ bốn cánh lớn rất là rộng, kệ để tivi được các chị đóng cũng như rất là đẹp, và hệ thống đèn chiếu sáng. Với cặp nhà đang có hướng là hướng chính nam, thuộc cho hàng thuộc mệnh đông tứ trạch, và cặp nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến hơn 1 tỷ đồng này. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy cặp nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín hàng đi xem. Một cặp nhà nằm tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên là khu Cityland thuộc phường 10 quận Gò Vấp. Và đặc biệt căn nhà mình thì nằm sát với lại ngã ba của Thống Nhất cũng như Phan Văn Trị, gần với lại ngã tư Quang Trung, gần Ủy ban nhân dân quận và gần bệnh viện mới của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho gia đình mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán, và thuận tiện để mình đi lại cũng như về trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 10 phút, rồi về trung tâm thành phố thì tầm cỡ khoảng độ 20 phút. Với căn nhà nằm tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà nằm rất là gần với lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực không gian phòng ngủ master lầu 1 căn nhà, và di chuyển lên khu vực lầu 2 thì mình sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Thống Nhất, cũng như là cặp nhà này nằm trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Thống Nhất và Phan Văn Trị cũng như ngã tư Thống Nhất và Quang Trung. Với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, khu nhà lầu điện âm, được các chị nhà thiết kế rất là đẹp, với bề ngang căn nhà mình lên đến 6 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 9 m, được các chị phun nội thất. Từng lầu mình sẽ có một công năng riêng. Khu vực ở dưới tầng trệt anh chị thiết kế mình để gara để xe hơi và làm phòng bếp ở phía bên trong. Và lầu 1 thì anh chị thiết kế làm phòng khách, và lầu 2 thì anh chị thiết kế làm phòng phòng ngủ master, và lầu 3 thì mình sẽ có hai phòng ngủ. Là tổng cộng căn nhà mình có tới 3 phòng ngủ, và phía trên sân thượng thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng phía trước, và phòng giặt ở phía bên trong của căn nhà.
Và với căn nhà được thiết kế với phòng ngủ rất là rộng và nhà vệ sinh rất là rộng, được các chủ nhà thiết kế với hệ thống nội thất cũng như rất là cao cấp, thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng hàng đi xem. Một cặp nhà đang được các chị chủ nhà giảm giá từng căn lên đến hơn 1 tỷ đồng. Căn nhà này thì bây giờ chỉ còn lại là 8 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng thôi. Cặp nhà thiết kế rất là đẹp, và đây là khu vực phía trên, khu vực sân thượng căn nhà. Bên trong thì mình sẽ làm phòng giặt cũng như sân phơi, phòng giặt sân phơi được các chị thiết kế bên trong. Và bên ngoài thì mình có một cái khoảng sân rất là rộng để mình vui chơi và hóng mát. Và cặp nhà này thì đang có diện tích bề ngang lên đến 12m và chiều sâu lên đến 9m. Cho nên quý hàng đang xem video như đang muốn sở hữu cho mình một cặp nhà thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Cặp nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh này. Nhà được thiết kế rất là đẹp. Phía trên sân thượng thì mình sẽ có một bộ bàn ghế mây cũng được anh chị thiết kế để gia đình vui lên vui chơi và hóng mát, cũng như sẽ có một khoảng sân ở bên trong mình làm phòng giặt sân phơi. Và video nhà đất Hoàng Tiến ở đây sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà những video tiếp theo.